Trong phần trình bày này thì bác sĩ Tú cũng đầu tiên cũng xin phép thông báo là các bài báo cáo này thì trong khuôn khổ chương trình trao đổi kiến thức khoa học và kinh nghiệm chẩn đoán trong điều trị ung thư vú giữa các chuyên gia y tế trong lĩnh vực này. Nội dung bài báo cáo và các chia sẻ thì chỉ nhằm mục đích khoa học, không có vai trò định hướng phương pháp chẩn đoán điều trị chuyên khoa, và mọi chỉ định y khoa thì cần tuân thủ khuyến cáo và quy định tại địa phương. Trong nội dung báo cáo này thì không hướng tới người nghe không có chuyên môn y tế. Nếu người nghe không có chuyên môn y tế tiếp cận thông tin bằng bất kỳ hình thức nào thì cần trao đổi trực tiếp với bác sĩ điều trị hoặc người có chuyên môn y tế phù hợp để nhận được tư vấn chuyên sâu. Và bác sĩ Tú thì không chịu trách nhiệm về tất cả các cái nội dung người nghe không tuân thủ các cái thông báo này. Về bài trình bày thì bác sĩ Tú xin phép là sẽ đi vào hai nội dung, thứ nhất là về ung thư vú giai đoạn sớm và thứ hai là ung thư vú tiến xa. Trong bối cảnh bài trình bày ngày hôm nay cùng với bài trình bày rất hay của bác sĩ Dũng thì bác sĩ Tú xin phép tập trung nhiều hơn vào giai đoạn sớm. Và đối với ung thư vú giai đoạn sớm thì chúng ta cũng chia nhiều các phân nhóm điều trị. Trong đó thì đầu tiên chúng ta phải kể đến là nhóm có thụy thủy điện tối tiết dương tính và HER2 âm tính. Nhóm này chiếm đến trên 70% nhóm bệnh ung thư vú giai đoạn sớm. Và cái cách tiếp cận hiện tại thì chúng ta thấy là các nghiên cứu như Olympia, Monachi thì đã đưa ra khuyến cáo điều trị. Thứ nhất là bổ trợ cho ung thư vú giai đoạn này thì có thể điều trị bổ trợ hóa chất thường quy. Với những bệnh nhân có nguy cơ cao, những bệnh nhân mà có nguy cơ cao chúng ta cũng có thể bổ sung thêm về vai trò của điều trị kháng CK46, đặc biệt là abemaciclib, và vai trò của các điều trị như là olaparib với những bệnh nhân còn tổn dư tổn thương, đặc biệt là nhóm bệnh nhân mà có đột biến BRCA dòng mầm. Và các cái nghiên cứu thời điểm hiện tại trước ESMO thì chúng ta cũng đã thấy có những nghiên cứu như Monachi, Natalie và Olympia thì đã chứng minh vai trò các thuốc khác nhau trong điều trị. Thì đến khi mà chúng ta thấy ở đây thì Olympia thì đã chứng minh vai trò của olaparib trong điều trị duy trì bổ trợ cho những bệnh nhân ung thư vú có BRCA dương tính, và Monachi thì chứng minh được vai trò abemaciclib. Các phác đồ điều trị như abemaciclib kết hợp với nội tiết trong điều trị duy trì trong 2 năm và sau đó thì duy trì nội tiết tiếp tục, so sánh nhóm điều trị chứng. Natalie thì với phác đồ ribociclib kết hợp với nội tiết trong vòng 3 năm và sau đó thì tiếp tục duy trì nội tiết so với những điều trị chứng, và olaparib thì 300 mg 2 lần một ngày điều trị 1 năm sau khi kết thúc điều trị chính, và chúng ta tiếp tục duy trì nội tiết sau đó so với những chuẩn. Thì đối với các nghiên cứu này thì chúng ta cũng thấy trước ESMO thì chúng ta cũng đã thấy vai trò của các thuốc được chứng minh như là abemaciclib, ribociclib và Olympia. Tại thời điểm ESMO chúng ta có điểm gì mới hơn? Thì sau 4 năm theo dõi chúng ta thấy là dữ liệu của ribociclib được chứng minh cách rõ nét hơn. Khi so sánh ribociclib kết hợp với nội tiết với nhánh chuẩn thì chúng ta chứng minh được rằng DFS bệnh nhân cải thiện ở trong toàn bộ bệnh nhân có tham gia được điều trị. Và trong trường hợp này thì chúng ta thấy cải thiện giá trị tuyệt đối là 4,9% nguy cơ bệnh nhân tái phát có biểu hiện xâm nhập với toàn bộ cái nhánh nghiên cứu, và sự khác biệt là khoảng 29% nguy cơ bệnh nhân tái phát, và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p-value một phía là 0,0001. Chúng ta thấy là ở đây đầu tiên chúng ta thấy là đã có ý nghĩa rồi với toàn bộ nhánh nghiên cứu. Và khi so sánh cái nhánh giai đoạn 2 và giai đoạn 3 thì chúng ta cũng thấy là tiếp tục ở đây giai đoạn 2 và giai đoạn 3 các bệnh nhân đều phân bổ ở hai nhóm bệnh nhân này thì khoảng hơn 1.000 bệnh nhân mỗi một nhánh. Thì chúng ta cũng thấy là giai đoạn 3 và giai đoạn 2 thì đều chứng minh được hiệu quả. Ở giai đoạn 3 thì chúng ta thấy là giảm được khoảng 27% nguy cơ bệnh nhân tái phát. Với giai đoạn 2 thì giảm khoảng 35% nguy cơ tái phát, và biến thiên C695 thì đều nằm trong khoảng một phía của số 1. Và thực sự chúng ta thấy là qua nghiên cứu này thì những bệnh nhân có nguy cơ cao cả giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì đều có nghĩa khi chúng ta nó có cải thiện IDFS một cách rõ nét. Đặc biệt là chúng ta thấy là đối với nghiên cứu Monachi thì chúng ta thấy tập trung vào nhóm bệnh nhân có di căn hạch, thì đây trong nghiên cứu Natalie cũng được tập trung vào nhóm bệnh nhân có di căn hạch và không di căn hạch. Thì với nhóm bệnh nhân di căn từ 1 đến 3 hạch thì cái sự khác biệt rất là rõ rõ ràng, và sự khác biệt này thì cũng có những cái biểu hiện chỉ số tuyệt đối khoảng 5% ở nhóm bệnh nhân N0, tuy nhiên sự khác biệt không nghĩa thống kê. Vậy thì nếu như cái nhóm bệnh nhân không di căn hạch mà có nguy cơ trung bình thì có lẽ chúng ta cần phải theo dõi thêm, mặc dù xu hướng cũng có ý nghĩa. Qua cái nghiên cứu đó, qua giai đoạn ESMO thì ribociclib cũng đã được áp dụng được approve, FDA approve cho những bệnh nhân ung thư vú có nội tiết dương tính HER2 âm tính ở giai đoạn 2 và giai đoạn 3 có nguy cơ cao.
Nhóm thứ hai mà chúng ta phải nhắc đến trong nghiên cứu trong ESMO lần này chính là nhóm thư vú có bộ ba âm tính ở giai đoạn sớm. Điển hình chính là chúng ta có kết quả nghiên cứu Keynote 522 giai đoạn extension, chúng ta thấy là bệnh nhân mà phân cứu kéo dài thì chúng ta thấy là thứ nhất là đối với hai nhánh bệnh nhân này thì cái sự khác biệt tại thời điểm trước đây là phân tích tại thời điểm 61,3 tháng thì tại lần thứ sáu là thấy có sự khác biệt về MESFS, và sự khác biệt cũng chừng khoảng 10%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên thì đến ESMO thì năm nay thì tại thời điểm 5 năm, tức là chúng ta đã thấy được cái sự khác biệt nó nằm ở cả OS nữa. OS cải thiện không phải khoảng 34% nguy cơ bệnh nhân tử vong ở nhánh điều trị can thiệp so với nhánh còn lại, và sự khác biệt này có nghĩa thống kê với P bằng 0,0015. Và nếu như chúng ta đánh giá thêm thì chúng ta thấy là pembrolizumab có thể cải thiện 5% nguy cơ, có thể tăng thêm 5% khả năng bệnh nhân, 5% số lượng bệnh nhân khỏi bệnh. Đấy là cái điểm rất là tích cực khi mà so sánh với cái nhóm điều trị hóa trị đơn thuần. Mặc dù vậy thì chúng ta phải luôn luôn lưu ý là hóa trị và xạ trị là phương pháp điều trị bổ trợ rất là quan trọng với những bệnh nhân ung thư vú có nguy cơ gen cao, nguy cơ cao trong nhóm triple negative. Và trong bài của bác sĩ Dũng chúng ta đã thấy rõ cái hiệu quả của nó khi nó cải thiện cái sự sống thêm bệnh nhân rồi. Thì ở đây hóa trị và xạ trị vẫn có thể đóng góp vào việc 80% kết hợp với phẫu thuật giải quyết điều kiện để chịu khỏi cho bệnh nhân. Và trong cái giai đoạn ESMO lần này, trong kỳ ESMO lần này thì chúng ta thấy cái việc tập trung tiếp vào cái tối ưu hóa PCR vẫn là một trong chủ đề được đặt ra. Chúng ta thấy có một số các nghiên cứu như là chúng ta có thể tối ưu hóa PCR ngay cả những bệnh nhân mà có thụ thể nội tiết dương tính ở giai đoạn sớm. Chúng ta tiếp tục tối ưu hóa PCR của những bệnh nhân mà ung thư vú triple negative. Và mục tiêu tối ưu hóa của PCR trong nhóm bệnh nhân triple negative được đưa ra khi chúng ta thấy thêm vai trò của các ADC, và trong đó là ADC ức chế TROP2 đã được đưa vào nghiên cứu. Và chúng ta thấy ở đây khi mà sử dụng TROP kết hợp với DUVA rồi so sánh với nhánh chuẩn, rồi so sánh với việc bệnh nhân tiếp tục được rescue điều trị hóa trị, thì chúng ta thấy là có thể khi thêm cái TROP2 sẽ tiếp tục cái tối ưu hóa cái PCR. Qua đó thì có thể chúng ta thấy là qua rất là nhiều nghiên cứu thì nó sẽ tiếp tục cải thiện thời gian sống thêm bệnh nhân. Cái việc tối ưu hóa PCR chúng ta thấy là không chỉ nằm ở trong nhóm triple negative tiêu chuẩn nữa. Chúng ta thấy là với bệnh nhân có biểu hiện ERPA 1% trở lại, tức là rất là thấp, là âm tính đấy, thì PCR đạt khoảng 65%. Chúng ta thấy là nếu như chúng ta tiếp tục quan tâm đến cả nhóm có ER và PR từ khoảng 1 đến 9%, đây là nhóm low, là thấp, thì trong nhiều quan điểm chúng ta thấy đây cũng là nhóm rất là kém nhạy cảm với nội tiết, thì nếu chúng ta điều trị phác đồ Keynote 522 nó có thể cải thiện PCR lên 75% ở những nhóm bệnh nhân này. Và đây là những con số mà chúng ta thấy là nó có thể tiếp tục sẽ thay đổi cái thực hành lâm sàng cho bạn tới bệnh nhân ung thư vú triple negative và ung thư vú có ER thấp. Và một trong cái việc điều trị tân bổ trợ ung thư vú thì chúng ta thường xuyên có những câu hỏi bệnh nhân ung thư vú nội tiết dương tính chúng ta có thể điều trị tân bổ trợ hay không, và vai trò ra sao, thì thực sự là rất nhiều các nghiên cứu trước đây chúng ta thấy không chứng minh được một cách rõ nét. Thì ở đây vai trò của cái nhóm này thì chúng ta thấy là nội tiết thì thường rất là kém điều trị, kém nhạy cảm với điều trị bằng hóa trị. Và chúng ta thấy là với những vai trò của xạ trị mà hypofunction SBRT hay là checkpoint inhibitor thì nó có thể cải thiện được việc này hay không, thì thực sự một cái nghiên cứu rất là tham vọng là Neo Checkbrain thì đã được chứng minh cái vai trò, bắt đầu chứng minh cái vai trò của điều trị tân bổ trợ trong ung thư vú có nội tiết dương tính. Và đây là những cái bệnh nhân mà sau khi điều trị trong nhóm này thì chia thành ba nhóm: bệnh nhân điều trị hóa trị kết hợp với xạ trị SBRT là một nhóm, thì cái tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn trong bộ học thấy được là 17,8%. Nếu như chúng ta thêm durvalumab vào cái nhánh này thì chúng ta được nhánh 2, thì chúng ta thấy tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn mỗi học được 31,8%. Và nếu chúng ta thêm một cái thuốc nữa là oleclumab thì chúng ta thấy là cái vai trò PCR tiếp tục được cải thiện thêm khoảng 4% nữa. Thì đây là những con số rất là tích cực với cái nghiên cứu mà điều trị khoảng 135 bệnh nhân, tương đương khoảng 70 chỗ mỗi nhánh, thì 50 trong mỗi nhánh, thì chúng ta dưới khoảng 50 bệnh nhân một nhánh, thì chúng ta thấy là đây là những cái điểm mà chúng ta có thể tiếp tục có những cái hướng mới trong nghiên cứu và điều trị ung thư vú với việc vai trò ức chế checkpoint inhibitor bao gồm cả ức chế PD-1 và ức chế CD3773.
Một cái nhóm bệnh nhân mà chúng ta ít thấy có những sự thay đổi gần đây khi sau khi chúng ta thấy là những cái nghiên cứu về kháng HER2, vừa là kháng HER2 bằng kháng thể đơn dòng, vừa là ADC cải thiện survival của bệnh nhân, thì đến đến ESMO năm 24 thì chúng ta thấy tiếp tục có một cái nội dung nhỏ nữa thôi nhưng mà nó rất quan trọng và nó ảnh hưởng rất nhiều bệnh nhân. Đấy là khi chúng ta tiếp tục quan tâm đến nhóm bệnh nhân mà có HER2 dương tính ở trong nghiên cứu HERA, một nghiên cứu rất là kinh điển. Chúng ta quan sát lại cái kết quả nghiên cứu này thì chúng ta thấy là tamoxifen nếu như dùng đơn trị ở trong nhóm bệnh nhân nguy cao này thì nó sẽ thua là ta điều trị nội tiết kết hợp với ức chế buồng trứng, và cái sự khác biệt nó cũng khá là lớn tại thời điểm đánh giá 10 năm, khoảng hơn 10% sự khác biệt của hệ thống kê. Và đây là những con số rất là tích cực, và do đó chúng ta thấy là trước đây qua Soft and Tech thì chúng ta thấy là điều trị ức chế buồng trứng hay là điều trị ức chế aromatase trong nhóm bệnh nhân nguy cơ cao thì thường là lợi ích trong nhóm bệnh nhân HER2 âm tính và những nhóm bệnh nhân mà chúng ta thấy là thường là nội tiết dương tính mạnh hơn. Thì trong nhóm bệnh nhân này chúng ta thấy là cái câu trả lời chúng ta đã, trước đây là những bệnh nhân HER2 dương tính thì chúng ta trong nghiên cứu đó chúng ta không có đủ quan sát, nhưng mà với những nghiên cứu retrospective quan sát rất là nhiều các bệnh nhân như này thì mà thấy là những bệnh nhân có nguy cơ cao bất kể là có HER2 âm tính hay dương tính thì chúng ta sẽ cần phải nâng thang điều trị nội tiết, từ cái việc là chúng ta nếu như bệnh nhân còn trẻ còn tiền mãn kinh thì chúng ta phải điều trị bằng kết hợp, và thậm chí là chúng ta cũng có thể phải kết hợp với cả những điều trị AI nữa. Và cái phần tiếp theo thì nội dung số 2, vì là cũng không còn nhiều thời gian và trong cái bối cảnh ngày hôm nay thì chúng ta tập trung vào nhóm điều trị bệnh nhân giai đoạn sớm và kết hợp xạ trị, thì ESMO năm nay cũng có rất nhiều các cái quan điểm liên quan tới tiến xa. Đầu tiên đấy chính là cái định hướng, cái xu hướng điều trị, thì chúng ta thấy là có một cái thuật ngữ cũng không mới lắm nhưng mà cũng khá là quan trọng, chúng ta thấy là tiến triển tối thiểu là oligo progressive advanced breast cancer. Trong cái nhóm bệnh nhân này thì những cái bệnh nhân mà tiến triển tối thiểu khi chúng ta đang điều trị cũng thấy bệnh nhân có tiến triển, đánh giá tiến triển tối thiểu dù là di căn não hay là di căn màng não, gan hay là xương hay cơ quan bộ phận nào đó, thì chúng ta thấy là thái độ chúng ta sẽ có những cái thay đổi, và mọi người có thể quan tâm thêm các nội dung này trong các cái bài báo cáo của ESMO. Một điểm thứ hai mà chúng ta thấy ESMO năm nay cũng rất là nổi bật chính là vai trò của ADC. Người ta nói rằng là cuộc cách mạng ADC nó thay đổi kết cục điều trị ung thư và di căn. ADC thì chúng ta rất là trước đây chúng ta quan tâm đầu tiên đến ADC HER2 nhưng bây giờ chúng ta thấy ADC có HER3, CHOP2. Những cái nhóm bệnh nhân không chỉ là nhóm bệnh nhân có HER2 positive, HER2 low, ultra low hay là triple negative thì chúng ta thấy đều có vai trò của các ADC, không chỉ giải quyết cái vấn đề mà cho những bệnh nhân kháng thuốc, và chúng ta thấy những nhóm bệnh nhân này tiếp tục được cải thiện thời gian sống thêm. Và những cái điều trị trúng đích khác nữa như là kháng PIK3CA thì chúng ta cũng thấy là nó cũng có những cái báo cáo rất là quan trọng trong ESMO năm nay. Thì qua phần trình bày của bác sĩ Tú thì cũng trân trọng cảm ơn quý đồng nghiệp đã lắng nghe và cũng rất là mong các câu hỏi cũng như các ý kiến chia sẻ, bình luận, đóng góp để cho cái buổi hội thảo ngày hôm nay có thể toàn diện hơn. Xin trân trọng cảm ơn.